Rồi ok, xin chào tất cả các bạn, mình là La Bách Hờ, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay ha. Rồi ok, mình đã bật chế độ cấm bài lên rồi, cho nên mình và em Phù Thủy này đều không thể dùng bài cấm nha. Bộ bài của mình vẫn là 48 lá, thì mình mới bổ sung thêm vài lá bài thôi. Em này thì vẫn thích xài bộ bài 40 lá nên thôi ok. Thế là không phải, xin lỗi, bộ bài này là bộ bài nó bị giảm xuống còn nhiêu ta? À, còn có 37 lá hả? Chơi về hơi ăn gian nha, mà kệ cũng được. Mình thì chả phàn nàn gì về mấy cái vụ này đâu. Với mình thì sao cũng được. Ai đôi khi cho nó lúc cho nó hack tí chả sao, giống bên tường quơ vậy đó. Tối đa 20 unit, nó lên 22, 23 unit mình cũng chả thèm bận tâm. Rồi, ok, bình thường. Thật ra con 1.400 của mình mà đeo dây chuyền vô là cũng đủ thành 1.900 á. Có thể chơi với tụi nó được. Rồi, ok, vô, sao bài nào. Chà, úp trap xuống à. Rồi, có bách niên thiên nhãn ở đây, quăng lá này ra trước. Mình, đây, mình rút một lá bài này ra trước đi, rồi mình tính tiếp. Rồi. Con này thì mình cho nó đeo dây chuyền luôn, con chim đeo dây chuyền chắc là bình thường. Dạng như chim này khẳng định là có chủ ấy. Rồi không, mình không bắn tại đề phòng cái lá trap này. Ây chà chà, ây chà chà. Lợi hại vậy ta. Lợi hại quá vậy ta. Rồi do có hai con bằng điểm mình chọn. Rồi con này trước cũng được, con nào cũng được, chả sao. Rồi lại hồi được 1000 máu. Nói chung là chơi cái này phải câu vợ tí. Em này bài em mạnh cho nên thật ra mình hồi máu gì cũng không ngon lắm. Nhưng mà nếu mà đấu với lại Mega Set hay một số nhân vật khác thì được. Rồi ok, đeo cho con chim này hai cái sợi dây chắc cũng được á. Nhưng mà thôi không dạy gì bắn trong trường hợp này các bạn. Ây chà. Ô chà, thôi quyết định sai rồi, quyết định sai rồi. Trời ơi, phải đeo chứ, phải đeo chứ. Quên mất, em có thể em tung con này ra. Mình quên mất cái con này, con chiếu mình hệ phong nó không có được búp. Quên mất em chơi cho hệ âm, bài em hệ âm nhiều lắm. Vấn đề em còn cầm luôn hệ quang nữa vô nữa cơ. Con này của mình âm nhưng mà âm yếu xìu. Giờ cộng vô nó cũng có 2000, không đủ sức đấu với hai con này. Còn mình đang không có lá chống công ở đây nữa chứ, mình quên. Rồi hên quá. Còn giờ để lá này xuống thủ rồi cũng không yên. Ây chà, khó khăn rồi nha. Rồi lẽ ra mình nên cầm đắc hôn hay thủy độn theo. Rồi đây. Quên đấy. Trời, tâm nga từ tuyết luôn. Không sao, bài mình đang nhiều. Quên mất mấy con thủ 2000 qua đây nó không có ý nghĩa gì hết. Em này em bút sức mạnh lên kinh lắm. May là mình có nhiều bài để mà mình chịu đựng. Quên một chút thôi là trả giá liền. Quên mất nãy cho con chim 2400 là ngon rồi. Ôi trời ơi, tập đoàn điện viên gắt mộ của mình. Ôi trời ơi, tội nghiệp quá là tội nghiệp đi. Giờ mình với ẻm trên nhau có 4 lá à, mình gọi bài ra kinh quá mà. Tại lưu ý là Rakiki thì bài cấm nhưng mình không có cầm Rakiki theo. Nhưng mà giờ trap thì mình có cái trap nào đâu. À, có mỗi bách niên thiên nhãn rồi hả. Rồi thôi kệ cũng được đi, có gì dùng đấy. Đừng nói ẻm có cái bình ở đây nha. Thật úp xuống này dễ là cái bình á, nhưng mà coi chừng. À không, là con này. Rồi không sao, phá con này bình thường. Chịu mất máu tí vậy. Em mất mấy con 1500 à. 500 ăn thua gì. Giờ em bắn mình một cái là thấy mấy chục ông trời luôn à. Rồi đây, lấy lại cái bách niên thiên. Giờ phải có Kamiyoko ở đây cơ, không thôi là mình chịu thôi, giờ không có thấu đâu. Giờ mà có ra được, may mắn ra được cái lá kia cũng không được nữa, tại mình không có bài để mà mình thí nó để mà đúng là hiến tế nó để mà gọi cái con kia ra. Con đó nó cũng hơi âm thì về cơ bản nó thích con này. À,
mấy cái chơi vỏ đè hả? Ôi chà, con này nguy hiểm mày, bắt được con này ngon, mà muốn bắt nó thì không phải dễ. Tam mục nhị quỷ à? Ờ thôi kệ cũng được đi. À mà không được, con này nó xuống mộ nó mới nó được. À không không, mình phá con này được. Làm sao ráng chịu đòn xíu các bạn, mình đang sắp thế. Cứ như là đang đấu với chủ tịch K3 mà lúc trước là K3 đang thắng thế vậy đó. Rồi xong. Monster Reborn thì hình như cũng bị cấm rồi, thành ra là nên có thể yên tâm được phần nào. Giờ mình có lá bài nào để đấu được hay đi. Chủ yếu là giờ phải dùng tới cái bình này thôi. Mình quên đem theo Đắc Hôn với lại thủy độn rồi. Có thủy độn thủy long đạn đây là nãy giờ tụi nó chết ngay. 1009 hơi đau nhưng mà không sao, ráng chịu ráng chịu. Gồng lên gồng lên. Dù là không có con đứng hứng mũi chịu sào á thì không có chịu được. Bộ bài này nó bút mạnh quá. Rồi có thiết thủ giáp ở đây nhưng mà phải có bài mới chơi được. Rồi đây ráng chịu đòn một chút vậy. Ra cũng chịu không nổi nữa rồi. Nó bắn mạnh quá, mình chịu được có một đòn thôi. Giờ nó không ra bài quái thì mình chơi tiếp, còn chơi. Nó không ra bài, à hên quá nó không ra. Nó ra là mình chịu luôn ấy. Rồi ok, mất 3.800 vẫn còn máu để chịu đòn. Bởi mình nó phải kéo máu là nhiều tí là tại như vậy. Rồi lá này nó ra rồi, con lá khác để mình dùng luôn cũng mừng. Giờ còn cái gì nữa đâu để mà chống. Rồi không sao không sao. Giờ phải có mấy phải chà, có lá này nó kháng phép nữa hả. Chà, bây giờ biết phải làm sao đây. Quăng lá này ra trước rồi. Mình để thử coi nó có nó có phản ứng gì chưa. À nó dùng cái lá này trước. Rồi thôi cũng không sao. Rồi để coi nó có bị mình dụ hay không. Chắc là không rồi. Rồi phá thử coi nào. Rồi no. Bây giờ mình đang có đúng một lá bài mà nó để mà nó gọi con này ra thôi. Đây. À no. Rồi thí, mình chấp nhận thí luôn chứ biết sao giờ. Rồi đương nhiên là phải bắt bài của đối phương về rồi. Rồi úp xuống. Đây. Đây đề phòng nó chơi mình thì giờ phải gắn vô mới được. Gắn vô tiếp. Nó không có ma điểu linh vũ ở đây thì mình không sợ lắm. Rồi xong. Ok. Khoan bắn. Tiên đó án binh bất động, kiên thủ không công, cố thủ đợi biến. Còn ba cái tráp đây. Huyết hoa phù phong bạo à. Để nó còn lá phép nào nữa hay không. Cái màu nó còn. Chà quả này dở rồi. 1001 mình chịu cũng không thấu. Chà quả đó bắn cũng không được mà. Nói là muốn bắn cũng không được các bạn. Ba mươi bảy lá nó ra dễ quá mà. Rồi để coi nào, úp con này xuống đi để mình rút bài ra cho nó dễ coi. Chà đấu với em này coi bộ khó hơn mình nghĩ các bạn. Chà ghê dữ ta. Khoan dở lên đã, từ từ. Đây rút con này ra mình bắt con này về luôn. À mà bắt không được. À tại vì nó, mình mà quăng ra nó tự động nó biến, nó tiêu biến liền.
rồi, không sao. Đấy, mình biết mà, cho nên từ từ. Rồi, từ từ khoan đã, để lượt sau. Đây, từ từ, ăn chưa, nó phải có một con trên sân mình bắt mới được các bạn. Chứ không có con nào trên sân, con này nó chả là gì hết. Rồi, no. Rồi, đây, xin nó 500 cái đã. You got the good there. Rồi xong. You got the good there. You got the good there. Thấy quân nhà anh đông chưa? Sợ chưa? Phục chưa? I play a beast. Rồi một lá thì không sao, một lá mình phá được các bạn. 37. Công nhận đúng là học trò thì uống đêm mới được bút ghê thiệt. Đây anh em phá. Để coi nào, ngửa lái lên. Mình gọi con tam mục này quỷ sống lại nào. Không biết bình thí nó kiểu này nó có cho mình nó có cho mình dự dùng con này không ta? À được luôn, hay quá. Rút lá bài khác ra mình chơi, lấy cái bình đi. Mình lấy úp cái bình xuống mình chơi. Đây là lượt sau nó có bắn mình thì mình cũng còn cái gì đó để mình chơi ngược lại nó. Đây, đúng rồi, là để mình kéo bài của nó thôi. Rồi ok, không cần búp, chỉ cần vậy thôi là ngon rồi. Đang có mấy lá bài xịn đây thì chị phải sợ nó. Rồi xong, vô. Dễ thương quá em gái ha. Rồi ok. Bài mạnh đấy em gái. Wow, ra con này luôn là đỉnh rồi. Nhưng mà chắc là em không biết mình có lá này. Rồi ok. Rồi chịu mất con này vậy, biết sao giờ. Nó ra về xui quá. Chà, nó không ra cái con kia. À không sao, có cái gì chuyển này được rồi. Cần gì nhiều đâu, vậy là đủ chơi rồi. Đây mình biết thế nào nó cũng vậy mà. Người ta là cố tình quăng ra đó. Dạng như là để xử lý nó luôn. Tất nhiên là để retour rồi. Còn đúng con cầm ra sẵn mà lát nữa có gì tính. Hai con này nằm đây hơi lỗ một con thôi để tránh mất bài quan mạng. Rồi đây đủ 1.800 mình thắng. Em này là đối thủ đầu tiên trong mấy cái bộ bài này mà làm khó được mình đó các bạn. Bữa giờ mình chơi cái con này gần như là mình vô địch thiên hạ luôn. Mà đấu với em này mình phải nói là ngất lên ngất xuống. Ây da. Có vẻ là chúng ta gặp một đối thủ rồi các bạn. Mặc dù đối thủ này khá là dễ thương ấy. Rồi không sao, dễ thương thì còn đối thủ thì cũng có 5-7 loại mà có gì đâu các bạn. Rồi ok, để coi có ẻm một chơi chiêu gì nữa nào. Ây chà. Phép thuật gì nữa đây? À, cho em rút bài luôn, muốn chơi nhiều. Con này là hệ tiên nha các bạn, nó không phải pháp sư. Nó là đất Valkyria nó mới ghê chứ. Valkyria thì chắc là mấy cái nữ thần, đúng là tiên nữ thôi đó. Tiên nữ trong cái thần thoại Bắc Âu thôi các bạn. Có điều là qua phim của Marvel thì em mới thành người da đen. Valkyria da đen các bạn. Chắc Valkyria. Rồi thôi kệ nó, nói chung là Hollywood thì xưa nay nổi tiếng với cái trò hay đổi trắng thay đen để mà làm vừa lòng một số người hâm mộ, rồi thành ra chúng ta cũng chả chắc nhất họ làm cái gì. Nói chung là ở đời mà tránh khỏi, có ai tránh khỏi được cái việc phải bị đổi trắng thay đen đâu. Người ta nói là Deadshot còn không thoát khỏi cái cảnh đó thì thuộc Valkyrie tuổi gì đúng không các bạn. Phép thuật gì đây? Ồ, huyết hoa của phong bạo à. Ồ, lại con này nữa. Rồi không sao, nó bắn con này mình được rồi.
mình mất 1.300 mình hồi được 1.000 thôi cũng không đến nỗi nào. Đang đợi ẻm quăng mấy cái con pháp sư ra mà ẻm chưa quăng. Rồi đây. Chà. It's your turn. Muốn bắt cái con này quá mà chưa được. Chà, ra bài như vậy hơi lỗ đấy. Rồi được rồi, chấp nhận đi. Có lỗ mấy đâu mà sợ, tại con này mình em nó lỗ 4 mà mình lỗ. Trời ơi. Rồi ghê quá, ghê quá. Bút sức mạnh lên ghê quá. Rồi đây không sao. Rồi mình vẫn lời 1, mình không tiếc. Vô. Đây mình giật được mấy lá ngon không mà. Lo cái gì? Thử. À, lá này chuyển thường lại được hồi máu, không sợ không sợ. Ok. It's your turn. Ây chà, kèo này căng, kèo này căng. Giờ phải ngửa lên trước. Biết là con này nó sẽ tự hủy để mà nó phá cái lá này rồi. Rồi giờ đường nào cũng vậy thôi, ở đây cũng có mình nó là pháp sư à. Rồi đây, đây. Con này kháng phép rồi, ok. Phép của mình dở lên trước vậy. Lá này khoan đã, từ từ. Ném mà quăng huyết hoa của phong bạo qua là mình mệt á. Ma điểu linh vũ thì bị cấm, dùng huyết hoa của phong bạo thì không có bị cấm nha. Rồi ok, đấu trí với em này căng thẳng thiệt. Này đùa với anh à. Khoan đã, chưa tới lúc. Ai chà, gọi con này ra chơi không ấn luôn à. Cái này thì không cho dùng được. À là bắt em nó phải bỏ thêm một lá bài nữa, coi như rút 3 là bỏ 3 luôn. À không có rồi. Này. Ô chà trời ơi. Không dễ vậy đâu, đỡ được chiêu của ta. Ồ, úp lá này xuống trước giờ ngon rồi. Được sao quăng con này nó bắn được phát mà cũng không được tại nó hệ qua. Đúng con này nó chơi hệ âm, nó bật mình nữa. Rồi còn lá nữa đó. Rồi ok, nhất mình còn bài để chơi. Rồi chấp nhận cho nó không ấn luôn, nhưng thật ra bây giờ không ấn cũng chả lo, mình cũng có hồi sinh được đâu mà tiếc. 500. Ok, bây giờ phải rút được lá phép và rút được con chim cơ. Lá hồi sinh hả? Giờ mình có con gì ở đây để hồi sinh không trời. Con này không được phép hồi sinh nhá. Bài mình toàn về không hồi sinh lên không ý nghĩa gì cả. Quan trọng là giờ để rút được cái con này ra để dùng thôi, còn đúng một con. Rồi đây. Đúng kiểu là bây giờ ta phải làm sao, bây giờ ta phải làm sao bây giờ rồi đấy. Làm sao để biết bây giờ, làm sao để biết bây giờ làm sao rồi. Ồ, có cái con này ở đây là mình không có đi tua được. Mày chịu rồi. 1.300 không sao, ráng gồng. Chịu. No. 500. 1.400. Hết bài rồi, ok, nó quất lại phát 2.400 hơi nặng đô đấy. Không có đắc khôn như thủy độ ở đây. Có một trong hai đó đó mình phá được cái này. Cầm mấy con bài mà chuyên diệt hệ pháp sư vô đây hơi dở. Nó con này mình không có chơi phép nhiều được mà mình phải chơi trap. Rồi chấp nhận. Còn con nào để rút không? No. Từ đã. Đây. Chấp nhận thương đau chút xíu vậy. Biết có bị nó gài hay không đây.
quốc cho một phát. Con này đi, hai con này cũng bị suy yếu. 150. Chỉ số mình được tăng lên nhưng mà không đủ để đối phó với hai con này. Rồi để coi nào, giờ mình phải hồi được tráp cơ, với hồi cái này không đủ đô. Rồi giờ chỉ có ráng đứng ra chịu đòn thôi. Và còn dướng con này ở đây thì không có retour được. Chà, thêm con này nữa làm sao chơi nổi. No. 100. Nó phong ấn mình luôn chứ được. Mình càng ít cái cơ hội được hồi sinh. Đây, giờ phải hồi sinh mới được. Căng đây, mình phải xét bài lại thôi. Phải có đắc hôn, có thủy độn đem ấm luôn hay là không có đắc hôn là phép. Đây. 200. Rồi, ráng gồng lên nào. Rồi, còn 700. Giờ chứ là tỷ lệ thắng của mình đang rất thấp và gần như là không có luôn. Ra cái lá này làm cái gì? Rồi ok thôi, mình thua rồi các bạn. Ây chà, em này chống thì thua kinh quá. Rồi ok, hôm sau bữa nay chơi gì. Rồi đúng, rất vui, không sao cả, mình chơi thua đó là chuyện bình thường. Thắng thua là chuyện thường tình mà, này dẫu sao cũng cấp 9 sao của em này. Giờ mình biết rồi, mình chỉnh lại. Bỏ cái lá này ra, tại em ít bài, giờ mình cầm nhiều theo thì cũng không được. Đây, bỏ bớt một cái lá này ra. Chấp nhận bỏ bớt bài ra nào các bạn. Chúng ta đang cầm bài nhiều quá, thành ra em nó ít bài, nó ra đúng cái lá nó muốn. Mình thì không ra được cái lá mình muốn. Để coi thủy độn nó mất rồi. Rồi ok. 48 lá thì nhiều quá, mà bây giờ bỏ, chấp nhận bỏ luôn 3 lá này. Không, không cần 3 lá này đâu. Rồi bỏ 3 lá phép, bỏ 3 lá quái. Thì thôi ok, chấp nhận luôn, cho 3 con này nó bỏ 3 con này đi. Tại vì mình cộng lên 150 mình cũng chả làm được gì. 42 lá. Rồi ok, mình cầm kháng phép theo là hơi nhiều quá nha. Giờ mình nghĩ là mình có nên cầm cái gì đó theo. À đúng rồi, phải có mấy cái lá bài để khóa thế tấn công của nó. Nãy giờ là mình không có cầm mấy cái lá như chỉ công chi thuật đồ theo. Đây phải có mấy lá này nó mới cứu khổ cứu nạn nữa nè. Rồi khoan, lẻ 45 đi, cầm thêm một cái trap hole nữa. Em này em chơi bài mạnh không à, chắc thôi mình chống được, có gì mình chống cái con phù thủy của em. Hên quá, nó chưa chừng sao, nó chừng sao, cái còn 8 sao nữa lại không vui. Rồi, ok, cái gì đâu, bình thường, anh em mình chơi với nhau vui vẻ. Chơi có ăn có thua, biết thua mình thua chỗ nào thì mình mới cải thiện được chứ. 37 lá, thiệt. Rồi đây, ok. Lá này xuống trước. Phải cầm cái này theo cái câu giờ của bài này, muốn chơi phải câu giờ mới được. Con này à. Ây chà. Rồi ok, cho bắn luôn. Lần sau mình lấy con này ra chơi nó mới thấm. Chứ còn con này chưa thấm lắm đâu, từ từ. No. You got me good there. Rồi, ok, yes. Rồi úp bài xuống à. Được. Hay đấy. Rồi ok, có bài để chơi rồi. Từ từ nào. Rồi xong. Cái gì đây? Cái lá này lá gì? À rồi ok, chấp nhận luôn. Sao để nhiều nhiều cho em không biết cái lá nào quan trọng em phá. Rồi để xem nào, mình dùng ngay cái lá này. Đoạt mạng 4000. Phá. You got me good there.
xong. Có lá nào ở đâu mà đòi kích hoạt cái chế độ đó. No. Lấy được máu của nó mà, tội gì. You got me good there. You got me good there. Có cái gì đâu. Thêm lá nữa ra sân nào. Chưa tiến hành tổng tiến công rồi đâu các bạn. Rồi em phá mình phá lại thôi. Hay. Nhưng mà chưa tới. Ra con này giờ hơi vô nghĩa. Rồi thôi kệ cũng được, chơi luôn. Rồi đây. Tới lúc cho đối phương biết ai mới là trùm ở đây rồi. Rồi còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Xiềng xích bóng tối, xiềng ông sư này lại. Rồi xong, sau đó là chúng ta cho con điệp viên rút dao ra xử lý ông sư. Bình thường thì chơi không lại nhưng mà bị dây xích nó trói rồi lại là chuyện khác các bạn ạ. Con lá bị bút khá là hay, nó còn hay hơn cái mặt nạ của Maric nữa. Mặt nạ của Maric là xài được có một lượt, còn cái này của mình là xài luôn là nó còn. Nó giống như cái mặt nạ của Maric mà kết hợp với lại cái chỉ công kỹ thuật của Yui vậy đó. Rồi, ok. Ây trời, huyết hoa của con bạo à. Phá được bách niên thiên nhãn của mình là hơi bị ghê đấy. Rồi không sao, cảm ơn vì được hồi máu nha. Rồi không sao, gọi bài ra nữa. Bài này mình chưa gọi mà. Đây. Rồi xong, bây giờ mình chỉ lật qua thôi. Đáng lẽ thắng rồi. Thắng rồi nha em gái. Rồi thôi còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Chơi thôi. You got me good there. Rồi xong. Quả thứ hai cạn máu. Rồi xong. Rồi yeah, chỉnh bộ bài lại là đối phó được ngay. Nói chung là tại nãy cầm bài nhiều quá nó loãng. Như là cầm nó chưa đúng thế, đối phương nó ra cái bài của nó mình dính chưởng liền. Ê trời ơi à... Giờ úp xuống thì cũng không được. Đây đây, vậy thôi, vậy thôi. Sổ cái lá bài, bộ bài mà nó xui dữ vậy trời. Rồi con này không chơi tiên phát chế nhân thì không được rồi. Xử lẹ. Chà. Cái trời ơi nhiều ơi. Rồi ok anh em, phá. Trời, bạo phong chi thuật. Bạo phong chi thuật, phá bạo phong chi thuật. Rồi đây, phá tiếp. Hồi sinh. Cái này là thổ ế chuyển sinh các bạn. Rồi úp xuống trước đi. Coi có cái gì ở đây nào. Rồi con này thì không sao. Chẳng qua nó có cái chiêu chuyển tấn công thôi. Rồi con này cũng không sao. Không có con nào đụng được phần tuyến của mình cả, trừ khi nó có cái con tim của nó thôi. Con đắc bacteria của nó. You got me good there. You got me good there. Rồi, ok. Chưa gì mình gọi bài ra lẹ rồi. You got me good there. You got me good there. Oh yeah. It's your turn. Lá này ra giờ không ý nghĩa lắm, tại vì mình đã có hai lá phép ở đây rồi, giờ gọi ba lá phép ra cũng vậy à. Hay là cho lá này nó bay luôn cũng được, mình không tiếc. Còn con đắc Valkyria này nguy hiểm. Rồi ok, 1-1 mình cũng đâu có lỗ. Rồi để coi coi có cái gì nào.
chà quả này mệt rồi đây. Cũng may là mình ra được Kamiyoko rồi các bạn. Chà, trap nhiều quá. Không biết có huyết hoa cuồng phong bạo ở đây hay không. Có Kamiyoko ở đây rồi thì mình không sợ lắm. Rồi, đây. Rồi khoan, để dở cái lá này lên trước đã coi nó như thế nào. Tức như là con này là nó sẽ biến rồi. Nhưng mà tại vì mình còn lá nữa nên không sao. Dùng đi, hồi bị nó phá cũng vậy à. Rồi cho con này nó biến luôn. Đương nhiên rồi. Đây mình bắt con này về. Có một con bên mình đang nằm thì cũng không sao. Rồi đây khoan úp con này đi các bạn, nguy hiểm. Rồi đây anh em bắn. Rồi chịu hơn tấn công à, thông minh đấy. Rồi không sao không sao, chuyện nhỏ chuyện nhỏ. Wow, nó phá luôn con này của mình. Ok, con này ra lỗ rồi. Không sao không sao không sao. Thử Kamiyoko. Chấp nhận thí luôn không tiếc các bạn. Tụi nó bốn con không có bại ra nha. À có con này. Nó quăng ra, nó không quăng ra thì nó thì mình không làm việc nó. Nó quăng ra là nó dở. Rồi đây. Bắt con này về. Úp con này xuống, ngửa con này lên. Thổ uế chuyển sinh. Rồi để coi nào, mình lấy con chim này ra đi. Rồi xong, úp lá này xuống, từ từ rồi tính anh em bắn. Nó còn con lá. Ok. Một nhát đâm của điệp viên. Một cú mổ của con chim đưa tin của mình. Con chim nó đeo cái tên lửa trên cổ mày ghê chứ. Kiểu này nó gãy cổ gì chơi chứ đùa đó. Rồi ok, tiếp tục nào. Hầu ra con này kinh đấy. Mà cũng không sao, bình thường với mình à. Con chim của mình không dễ phá vậy đâu. Giết con chim của tôi mà dễ à. Này thì đắt Valkyrie, này thì nổi trắng thay đen này. Rồi ok, có lá bài này ở đây là ngon rồi. Đây dứt cho nó một phát. Ồ qua bút cu à, hay đấy. Rồi cũng không sao, bình thường, chấp nhận chơi hết. Con này nó đang bị khóa rồi, nó có làm gì được mình đâu. Đây phong vũ chi thuật phá. Ồ, trị công chi thuật luôn à, hay đấy. Cái gì đây? À, không cho rút bài nha. Kháng phép chi thuật. Trời. Rồi không sao, cho nó con này thôi mà, có gì đâu ghê gớm. Rồi, quả nó đau đấy nhưng mà không sao. Rồi ok, một lá rồi các bạn, đề phòng. Rồi con này cho nó bắn phá cho vui. Mình mất 100, đối phương cũng sẽ mất 100. Và đặc biệt là con này nó biến mất để mình bắt con này luôn. Chắc em nó không biết chiêu này rồi. Tính toán lại là nó khác ngay. Rồi để coi em nó còn tuyệt chiêu gì nữa để mà đối phó với mình. Con này cũng tầm thường. Ai da, ghê gớm ghê gớm. Nhưng mà em nó chắc không biết là mình có Bách Niên Thiên Nhãn các bạn ạ. Chỉnh bộ bài là đúng lại một cái là thắng ngay thôi. Đây. Bữa nay coi như là quýnh 5 ăn 3 đi. À,
thấy là cũng ngon cơm rồi, cũng không mong chờ nhiều hơn. You got me good there. Rồi xong, quả cuối cùng thắng luôn các bạn. Xong phim. Rồi xin ba lá đi em gái. Trời ơi cái sân giả mi. Cái này chứ con này nữa hả? Thôi kệ cũng được đi. Oscillo hơi mấy con này đủ rồi, cho xin con khác. Trời ơi nó ra mấy con còn tệ hơn nữa. Trời ơi buồn quá vậy. Don't you get all gloomy. Can't win them all, rồi rất vui được chơi bài với em ha. Nói chung là đệ tử thủy bóng đêm Đắc Ma Chicken Girl các bạn. Nữ phù thủy bóng đêm. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình ha. Mình là Lão Bích Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.